đến với tiết mục của lớp 10A1 hoạt cảnh Múa Người Giáo Viên Nhân Dân. Sau tiết mục của lớp 10A1 là tiết mục của lớp 10C8. Mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do
và quyền mưu cầu hạnh phúc. Lời bất hủ ấy ở trong bản tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. Trên những nẻo đường của Tổ quốc xanh tươi, có những loài hoa thơm đậm đà sắc hương. Có những bài ca ca rao rực lòng người, bài ca ấy loài hoa ấy đẹp như em, người giáo viên trong gian. Thank you.